Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Mới đây thì chính phủ Hoa Kỳ họ đã vừa ra một số cái thông báo, này để mà tất cả những cái người dân, những ai mà đang cư trú trên lãnh thổ Hoa Kỳ mình có thể biết. Thì thưa quý vị, biết là trong cái thời gian qua đó cũng có khá là nhiều những cái vụ lùm xùm xoay quanh những cái người Việt Nam của chúng ta về những cái chuyện như là vi phạm pháp luật nè, rồi dẫn đến người Việt của mình có một số người và không ít người cũng đã bị phía Mỹ và ở phía Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ họ đưa ra một cái sự kết án ra tòa, và sau đó là Mỹ trục xuất họ quay trở lại Việt Nam. Cho nên là chính vì vậy, ngày hôm nay với cái bản tin này, thông báo này, thì nhất là những ai hiện mình đang sinh sống ở trên đất nước Mỹ, có thể là quý vị, những cái người mà đã vô quốc tịch rồi, hoặc là những người còn mang cái thẻ xanh, hoặc cũng có thể là những cái người đang ở Mỹ bằng một cái diện visa, theo cái diện visa tạm thời, thì những cái người Việt Nam trong tương lai họ sang Mỹ, họ có thể nghe qua cái bản tin này, để mà qua cái này thì thông báo cái này đến 10 cái lý do này sẽ khiến cho mọi người có thể là bị Mỹ trục xuất họ quay trở về Việt Nam trong tương lai. 10 cái lý do này đã được ở phía Mỹ họ đưa ra quý vị. Và sau đây em xin mời tất cả các cô chú bác anh chị mình có thể cùng lắng nghe qua 10 cái lý do này. Nội dung của bản thông báo này đã được chính phủ họ tuyên bố như sau: không chỉ là khách du lịch nước ngoài mà cả là những cái người định cư ở Mỹ thì vẫn có cái nguy cơ bị trục xuất nếu như mà vi phạm pháp luật của Hoa Kỳ. Vì vậy, nếu bạn là người mới nhập cư ở Mỹ thì nên tìm hiểu ngay 10 cái trường hợp sau đây để tránh cái tình huống đáng tiếc dẫn đến việc bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, rời khỏi lãnh thổ nước Mỹ và trở về quốc gia nguyên quán của họ. Các trường hợp cụ thể về việc trục xuất đã được quy định bởi luật pháp Hoa Kỳ bao gồm: thứ nhất là đối với những cái người ngoài, nếu mà có ý định định cư thực hiện hiện diện trên đất Mỹ mà vi phạm pháp luật Hoa Kỳ thì đều có thể bị trục xuất với các tội phạm có thể nhận cái án trục xuất khỏi Hoa Kỳ, bao gồm là tội lừa đảo, trộm cắp, tội giết người hoặc là tội khủng bố, vân vân. Nói chung là cái tội trạng có tính chất đạo đức nghiêm trọng. Thứ hai là đối với những cái ai mà vi phạm vào những cái quy định của visa theo cái dạng không định cư thì cũng sẽ dẫn đến cái tình trạng là sẽ bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Ví dụ như là chẳng hạn một cái người nước ngoài họ đi du lịch tại Hoa Kỳ, có thể là người Việt Nam của chúng ta đi du lịch tại Hoa Kỳ, thì trong cái visa du lịch mình không được phép mình đi làm tại đây. Nếu mà vi phạm cái quy định này thì dẫn tới là Mỹ gọi đây là tình trạng cư trú bất hợp pháp, thì những cái người này sẽ bị trục xuất trở về nước. Còn đối với cái điều thứ ba thì trong cái bản thông báo này, chính phủ Mỹ cũng đã có đề cập về việc nếu mà một người định cư ở Mỹ mà được Bộ Y tế và Dịch vụ An sinh Xã hội ở đây họ xác nhận là người này tuân thủ theo những cái điều khoản cũng như là điều kiện biện pháp kiểm soát y tế theo quy định thì cũng sẽ không có kiểm soát y tế theo quy định thì cũng sẽ bị trục xuất khỏi Mỹ. Thì căn cứ dựa vào cái tình trạng mà sức khỏe của bệnh lý có thể ảnh hưởng đến cộng đồng, đối với điều thứ ba này thì nói nghe có vẻ khó hiểu quý vị, nhưng mà em cũng xin được giải thích nôm na là như thế này. Ví dụ như là một cái người Việt Nam, người ta cầm cái visa định cư thì trước khi mà người ta được cấp cái visa đó thì phải trải qua cái khâu gọi là khâu khám sức khỏe trước ở Việt Nam, có một cái tờ giấy khám sức khỏe trước khi mà người này nhập cảnh vào nước Mỹ nè. Thì ở đây cái khâu mà khám sức khỏe nhập cảnh đó thì tự nhiên đứng đó họ cạch cạch đeo cái khẩu trang, rồi họ cạch cạch tự nhiên nói, thì em nhớ lại là cái mùa Covid. Ví dụ như là cái người này, người ta đứng, người ta ho cạch cạch đi, thì bắt đầu là những cái người nhân viên của sinh học, nhân viên y tế, là đại khái là những người nhân viên tại phi trường, đại khái đây, thì cái người này họ mà ho cạch cạch đeo khẩu trang nữa thì bắt đầu là thấy là cái visa này định cư mới đem cái người này đi vô vào phòng xét nghiệm. Xét nghiệm ra thì không ra thì không sao, mà trong cái tờ giấy á, mà không ghi là có bệnh hoạn gì, không có bệnh lao phổi hay bệnh gì hết, mà bây giờ đưa cái bản xét nghiệm là xét nghiệm người này
lại đưa ra kết quả dương tính với bệnh lao á. Rõ ràng đây là cái trường hợp gian dối, và cái chuyện giấy tờ khám sức khỏe để mà định cư dĩ nhiên là gian dối thì cũng sẽ bị trục xuất trở về nước đó quý vị. Còn đối với cái điều thứ tư, cái bản thông báo điều thứ tư của chính phủ Mỹ người ta muốn nói đến đó là những cái người buôn lậu. Thì đọc sơ qua thì em hiểu liền. Thôi thì giờ em đọc trước cho quý vị và giải thích xong. Yêu cầu trục xuất thì được áp dụng đối với người nước ngoài có hành vi cố tình khuyến khích, hỗ trợ hoặc là tiếp tay giúp đỡ một cái người nước ngoài khác nhập cảnh vào Hoa Kỳ với mục đích là buôn lậu những cái mặt hàng cấm nhập khẩu ở Hoa Kỳ. Vi phạm thì có thể xác định vào cái thời điểm trước khi mà nhập cảnh, hoặc là tại thời điểm nhập cảnh, hoặc là trong vòng 5 năm kể từ cái ngày nhập cảnh. Thì bây giờ em sẽ giải thích, nghĩa là một cái ông A nếu mà người ta đang sống ở Mỹ, thưa quý vị, còn nếu mà ông B, người thân của ông A, ông B đang ở Việt Nam, ông B này chuẩn bị cái visa đi Mỹ, thì ông A mới gọi phone kêu ông B đó, thì chừng nào mà mày đi qua Mỹ thì mày cầm cái visa mày qua Mỹ đó, thì mày đem cho anh 20 cây thuốc lá đi, thì ở Việt Nam á, đem qua đây á, thì anh bán cho hai anh em mình chia đôi. Thì ông B này á, nghe vậy thì ham tiền cho nên là nghe lời ông A này mới đem 20 cây thuốc lá, mới đem 20 cây thuốc qua. Khi mà đi qua tới phi trường á, của người Mỹ á, thì người ta mới phát hiện được thì người này không có đúng cái số lượng, mang đúng cái số lượng quy định về cái chuyện mang thuốc lá. Thì dĩ nhiên đây là cái hình thức buôn lậu quý vị, và ông B này sẽ bị trục xuất về nước. Rồi nếu mà cái trường hợp ông B này được chót lọt á, cho là chót lọt đi nữa, thì vô lãnh thổ Hoa Kỳ vô bình thường thoải mái. Nhưng mà cho đến cái khoảng thời gian sau, nếu mà người ta điều tra ra kể từ 5 năm á quý vị, nếu như mà điều tra ra trong vòng kể từ 5 năm từ cái ngày ông B này nhập cảnh, ví dụ như là khoảng 3 năm người ta điều tra ra, thì lúc này chính ông A này, thì ông B này đã bị phát hiện, có nghĩa là trước 5 năm thưa quý vị. Thì trong vòng 5 năm kể từ ngày nhập cảnh, nếu mà bị phát hiện thì hai người này sẽ bị trục xuất về nước. Thì tại vì cái bản thông báo người ta nói như vậy nè, vi phạm này có thể xác định vào cái thời điểm trước cái ngày nhập cảnh. Nếu như là trước cái thời điểm nhập cảnh mà đã bị phát hiện rồi thì cũng không được lên máy bay đi Mỹ luôn, hoặc là tại cái ngay cái thời điểm mà nhập cảnh bị phát hiện thì cũng bị trục xuất trở về Việt Nam, hoặc là trong vòng 5 năm kể từ cái ngày nhập cảnh, trong vòng 5 năm nếu mà bị phát hiện thì hai người đều phải chịu hậu quả. Và đó là cái điều thứ tư trong cái đạo luật này. Thì đến cái điều thứ năm là cái điều này thì em cũng chẳng muốn giải thích dòng do làm gì, dòng do tâm quốc để làm gì. Thì ai nghe xong cũng đảm bảo mình cũng sẽ hiểu hết. Thì Mỹ sẽ trục xuất sau khi mà họ phát hiện người này có một cái hành vi gian lận trong hôn nhân để mà có cái tấm, được cái tấm thẻ để mà định cư tại Hoa Kỳ, nhập cư hợp pháp sẽ dựa vào một cái hôn nhân phải được chứng minh, đó là cuộc hôn nhân đó là phải thực hiện không nhằm mục đích nhập cư và trốn tránh các điều khác. Thì kết hôn giả quý vị, đó là kết hôn giả, thì nó sẽ đi kèm với lại là những cái điều giả dối, và đi kèm với lại giả dối trong cuộc sống. Và bất cứ ai chúng ta cũng không bao giờ mình muốn cái điều này nó giả dối sẽ đến xoay quanh. Ngay cả chính phủ Hoa Kỳ họ cũng không muốn gặp cái chuyện giả dối để mà lừa họ đâu, không quý vị. Và còn cái điều thứ sáu á, thì hôm nay chính phủ người ta cũng muốn đề cập tới cái chuyện mà phạm tội này kia, chẳng hạn là ngồi tù, là cái điều thứ bảy đó. Thì đại khái là liên quan đến cái việc mà bạo hành trẻ em quý vị. Hai cái điều này thì nếu như mà một người bị kết án mang một cái tính chất tội phạm, nhưng mà tội phạm bạo hành trẻ em á, thì nghiêm trọng thì sẽ bị trục xuất về, bị xem như là trục xuất ngay lập tức. Còn đối với cái điều thứ 8 á, thì thay đổi địa chỉ người định cư ở Mỹ hay là thường trú, nếu không thông báo về việc thay đổi địa chỉ trong vòng 10 ngày kể từ ngày mình chuyển đến một cái địa chỉ mới, sẽ bị xem như là hình thức tội phạm, sẽ bị xem xét, bị trục xuất khi mà không người đó chứng minh đó là việc không tuân thủ cái lý do hợp lý để mà không có khai báo. Thì đối với cái đạo luật thứ 8 này, thông báo này, và cái điều thứ 9 á, mình đáng bàn nè, đó là thời như vậy là quý vị. Bây giờ một cái người mà người ta đi vô học ở Hoa Kỳ, đi vô học ở Mỹ, thì bây giờ điều đầu tiên người đó cần phải chứng minh mình phải có bằng cấp gì,
chứng minh đó là mình được đi những bằng cấp mà không, mình không có bằng cấp mà tại mà không có xin được cái visa quý vị. Và visa du lịch đó, thì người ta phải yêu cầu mình phải chứng minh được là mình có khả năng tài chính, chẳng hạn như là một cái cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu, hai cuốn thì càng tốt, ba cuốn thì càng tốt. Nhưng mà ngặt cái giờ còn cái mong muốn, cái nỗi khổ đó, giờ đâu có tài sản đâu để mà chứng minh du lịch, cũng không chứng minh được. Cái em gái kia muốn đi du học thì cũng không có bằng cấp gì hết, thì làm sao mà có thể chứng minh được quý vị? Thì phát hiện ra như vậy thì sẽ bị trục xuất ngay, liên quan đến cái chuyện gian lận trong tài liệu nhập cư của quý vị. Thì đạo luật người ta mới nêu như vậy, nếu mà thực hiện cái hành vi mà gian lận giả mạo tài liệu liên quan đến bằng cấp, liên quan đến chứng chỉ, liên quan đến cái mối quan hệ thân nhân với người bảo lãnh, thì cái hành vi cố ý vi phạm pháp luật nhập cư của Hoa Kỳ và sẽ bị trục xuất trở về quốc gia quê hương. Thì đó là điều thứ 9 trong cái bản thông báo này. Và cũng có thể là kết hôn giả nữa. Thì đã là giấy tờ giả hay là kết hôn giả thì chắc chắn là một cái điều giả dối, thì giấy tờ đó đều giả hết. Bởi vậy thường những cái người mà kết hôn giả, người ta bị kết tội quý vị. Là ở đây hai tội để mà tòa án Hoa Kỳ người ta kết án, thứ nhất là tội gian lận trong hôn nhân, thứ hai là tội gian lận về tài liệu luôn quý vị. Và cái điều thứ 10 đó cũng liên quan đến những cái chuyện khủng bố về chính phủ. Thì mấy cái này thì không có đáng bàn. Tại đại khái 10 cái này á, thì miễn bất cứ một người nào đó vi phạm trong 10 điều này thì sẽ đều bị trục xuất quay trở về Việt Nam hết. Có thể là những cái người sắc tộc khác nhau, thì người Mỹ, người Philippines hay là những người, thì tất cả những công dân hiện đang sống trên đất nước Mỹ mang quốc tịch những cái thẻ xanh thì hiện đang sống ở Mỹ thì đều phải tuân thủ 10 cái điều này, 10 cái điều đạo luật này. Và quý vị vừa nghe xong cái bản tin ngày hôm nay, quý vị có nhận định hay đánh giá như thế nào có thể bình luận ở dưới video để em được biết thêm. Cũng như quý vị thấy video này ý nghĩa thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ. Em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.